Thưa quý vị, với nhiều điều kiện thuận lợi, Đà Nẵng đã và đang đẩy mạnh phát triển du lịch golf nhằm đa dạng hóa các sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh du lịch và thu hút được đối tượng khách có khả năng chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, kích thích phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp. Năm nay, lễ hội du lịch golf và giải BRG Open Golf Championship Đà Nẵng 2023 được xem là cú hích để phát triển du lịch golf tại Đà Nẵng. Sự kiện diễn ra từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, mở rộng với nhiều hoạt động hấp dẫn như không gian triển lãm du lịch golf tại công viên Apex dành cho người dân và du khách, bao gồm không gian trưng bày sản phẩm golf, không gian trải nghiệm tập đánh golf, không gian check-in golf, con đường phát triển của golf, hội thảo golf quốc tế bao gồm hội thảo phát triển du lịch, hội thảo phát triển và cơ hội và farm trip lữ hành golf dành cho các đơn vị lữ hành nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá thu hút khách golf đến Đà Nẵng. Đặc biệt phát 4.500 vé điện tử miễn phí để xem giải đấu tại sân golf Đà Nẵng Golf Resort. Giải đấu BRG Open Championship vẫn là cái sự kiện quan trọng của lễ hội du lịch golf năm 2023. Và năm 2023 thì chúng ta cũng sẽ chào đón rất nhiều các cái golfer đẳng cấp trong khu vực và trên thế giới sẽ tới tranh tài tại giải đấu này. Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, việc phát triển hạ tầng và xây dựng sản phẩm du lịch golf là một trong những định hướng trọng tâm trong phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Việt Nam được đánh giá là thiên đường golf lý tưởng của khu vực châu Á. Riêng thành phố Đà Nẵng được đánh giá là địa phương có tiềm năng để trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch golf Việt Nam. Khi thành phố có địa hình thuận lợi để thiết kế các sân golf đẳng cấp, số lượng sân golf tại Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận ngày càng gia tăng, tạo thành hệ thống liên hoàn về sân golf, thu hút nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực sân golf và kinh doanh cơ sở lưu trú, tạo nên nhiều sản phẩm cơ sở lưu trú kết hợp nghỉ dưỡng kết hợp với sân golf. Đà Nẵng chắc chắn sẽ trở thành một cái trung tâm, một cái điểm đến golf hấp dẫn. Nhưng mà muốn làm được như vậy thì trước hết thì chúng ta cần phải có những cái quy hoạch về tạo nên các cái sân golf ở các cái khu vực khác nhau để tận dụng được các cái cơ hội này. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng cần phải có được những cái mời gọi được các cái nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới để tạo nên những cái sân golf với những cái thiết kế hết sức độc đáo, tạo cái điểm nhấn, tạo cái sức hấp dẫn cuốn hút không chỉ cho những người chơi nghiệp dư mà thậm chí là vươn đến cái việc chúng ta sẽ tổ chức đăng cai những cái giải golf mang tính khu vực cũng như là trên toàn cầu. Theo Tổ chức Du lịch Golf Thế giới, hiện có trên 60 triệu người chơi golf trên thế giới và mục đích đi du lịch golf đứng thứ 3 về động cơ du lịch trong khu vực châu Á. Toàn cầu hiện có khoảng 700 công ty du lịch golf thuộc 61 quốc gia là thành viên, mỗi năm thực hiện khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ giá trị các hợp đồng cung cấp dịch vụ, phục vụ khoảng 1,9 triệu người chơi golf.